Thưa quý vị, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, hoạt động du lịch Đà Nẵng diễn ra sôi động, nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, đồng thời công tác đảm bảo an ninh an toàn trong dịp lễ được duy trì tốt. Vì vậy, Đà Nẵng đã đón lượng lớn du khách đến thành phố dịp lễ này, tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu vui cho du lịch thành phố, tạo đà để tiếp tục thu hút khách trong dịp cao điểm hè sắp đến. Trong dịp lễ năm nay, thành phố tổ chức nhiều chương trình sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc phục vụ du khách đến tham quan du lịch Đà Nẵng, như công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2023, chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023, tuần lễ du lịch Hòa Bắc năm 2023 với chủ đề Khát vọng Hòa Bắc, v.v. Trong đó, khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng năm 2023 với chủ đề Vũ điệu biển xanh được xem là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của thành phố biển. Chương trình diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, gồm 20 hoạt động văn hóa thể thao du lịch phong phú, đặc sắc, trải dài trên các tuyến biển Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành và bán đảo Sơn Trà, đã khuấy động không khí du lịch của thành phố cả ngày lẫn đêm, thu hút đông đảo khách đến tham quan, vui chơi và tắm biển. Không khí tham quan ở bãi biển Đà Nẵng hôm nay thì là mình thấy rất là đông này, nhiều màu sắc này và mình thấy là đẹp hơn năm trước mình đến rất là nhiều. Hơn 100 cứu hộ chúng tôi đã huấn luyện luân phiên từ trước khi sự kiện này diễn ra, chúng tôi đã tăng cường tập huấn và độ trật tự. Thì các anh bảo vệ biển thì chúng tôi cũng đã tăng cường hai cái lực lượng này 100% quân số cũng như là chốt trực tại cái vị trí quan trọng, đồng thời là đi tuần tra để mà hướng dẫn du khách thực hiện đúng quy định bơi biển cũng như là những người khách mà tắm không đúng những cái nơi đã được bố trí dăng dây phao hay là có cái hồ trực thì chúng tôi sẽ nhắc nhở về hướng người dân đến với du khách tắm tại những khu vực đó để đảm bảo là nó không xảy ra cái sự cố đáng tiếc nào. Theo Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan du lịch Đà Nẵng trong dịp lễ 5 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 ước đạt 321.623 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022. Trong đó, khách nội địa ước đạt 286.823 lượt, tăng 16,3% so với năm 2022. Khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt, tăng 4,7 lần so với năm 2022. Một số khu điểm đón được lượng khách lớn như Sun World Banana Hills đón gần 65.000 lượt khách, tăng 50% so với năm 2022. Công viên suối khoáng nóng Thần Tài đón hơn 17.300 lượt khách. Công viên nước Mikazuki đón hơn 13.000 lượt khách. Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 28.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với năm 2022. Đà Nẵng là một điểm đến tuyệt vời, rất đáng để du khách đến tham quan trải nghiệm. Tôi đến một số điểm du lịch, thấy người Đà Nẵng rất lịch sự và niềm nở. Đến danh thắng Ngũ Hành Sơn, tôi thấy không gian, cảnh quan nơi đây rất đẹp. Ngoài ra, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dịp lễ này là 636 chuyến, tăng so với cùng kỳ 2022, trong đó quốc tế là 230 chuyến, nội địa là 406 chuyến, bình quân mỗi ngày là 128 chuyến một ngày. Trong dịp này, thành phố đã đón chuyến tàu biển Amazamara West cập cảng Tiên Sa với số lượng 300 khách.